Vâng, chào cả nhà, chào mọi người. Nay có mấy cái món hàng là và thầy đăng tải lên đây gửi đến một số các bác, các anh cũng như một số anh em thợ. Ai cần dùng thì liên lạc nhé. Thưa mọi người, nay thì tôi không phải ở cửa hàng, đang ở trên công trường. Trên công trường thì làm máy cho công trường, vừa làm vừa nhận cho. Làm thì thưa mọi người là có hai con máy này, là người ta con này thì là vỉ của Asanzo này. Tôi có hai vỉ, lý do là do khách người ta bán lại chẳng, thì tôi đăng tải gửi gắm đến mọi người tôi bán. Con này là màn hình bị ăn cái điếu cầy nên là nó bị vỡ màn hình, chứ vỉ nó chạy ngon này. Con này là Asanzo 43 in, và anh em mà tháo về thì tôi không chụp được cái model đấy, nhưng mà Asanzo 43 in thì nó có hai đời. Một đời là cái đèn nó ở giữa màn hình, ở giữa dưới đáy, một đời thì là nó ở cạnh, nhưng con này là con ở cạnh. Các bạn cần thì tôi sẽ lúc nào tôi sẽ chụp được cái model để tôi gửi cho các bạn. Các bạn đây, tất cả con Asanzo thì nó thiết kế là chỉ có thế này thôi, tất cả nguồn này, vi xử lý này, rồi là tê con liền ở trong này luôn, chạy trực tiếp vào đèn luôn, chứ không đây rắc cắm vào đèn luôn, rắc cắm vào màn hình luôn này, chứ không có vào nguồn này, chân rắc nguồn này, chân rắc nét này. Đấy, vỉ nó như thế này đây các bạn nhé, các bạn xem kỹ này, bảo đảm là vỉ còn sống 100% nhé, vỉ là vỉ chạy nhé, bởi vì con màn hình này là ăn cái điếu cầy cho nên bị vỡ. Và tôi còn một vỉ của một con chạy đèn ở giữa nữa, cũng 43 in. Đấy, nay thì đi làm thì là một số máy công trường thì là người ta bán lại cho, thì nay tôi màn thì bỏ sân vỉ, những cái xác thì bỏ, còn những cái vỉ này nó còn mới đây này. Tôi thì tôi đã quấn băng keo rồi, tôi quấn băng dính rồi để là tôi đưa về cửa hàng tôi ở Hà Đông, Hà Nội rồi. Nhưng mà nay thì tiện nó mưa rỗi còn đang phải làm chưa, tôi vừa mới lại phải xé cái băng keo, đây là vết băng keo đấy nhé, băng dính đấy. Tôi lại gỡ ra để tôi quấn gửi đến các bạn, các bác, các anh, các bạn ai làm thợ trong khắp mọi miền đất tổ quốc. Vì Asanzo còn chạy ngon lành các bác nhé, nguyên nhân là bị ăn điếu cầy màn hình, bị vỡ. Đó, chả biết do rượu hay do cái gì gây nên màn hình ăn điếu cầy, thế là bị vỡ, còn mà vị là chạy. Đấy, tôi xin bảo đảm là như vậy. Hôm nay đăng tải lên đây để gửi gắm đến các bạn tất cả nguồn Asanzo, nguồn này, rồi đi xử lý tất cả mọi cái nó chạy vì Asanzo, các bạn biết rồi, gần như nói ở đây là thợ thì các bạn nắm được rồi. Còn cũng các bác là những người mua tivi Asanzo thì cũng biết là trong bản thân cái tivi Asanzo 43 in nó chỉ có một cái mưởng này thôi, duy nhất có một cái mưởng này bao gồm chung tất cả luôn đấy. Đằng trước cũng có một cái màn hình và một cái bóng báo nữa thôi. Thì tôi làm video để gửi gắm đến với các bạn, canh các bác ai là những người có nhu cầu đến vỉ Asanzo còn chạy ngon này, sửa chữa thì mất nhiều tiền mà rất là khó sửa, cấy nền vá xuống cũng rất là mệt đấy, cũng nói thật là như thế. Thì tôi sẽ liên lạc với cho tôi sẽ bán cái vỉ này cho để mà lắp trực tiếp luôn. Nếu như trường hợp mà nó mà rời thì giá nó rẻ, mà thì còn tất tật như thế này là tôi bán với giá 1 triệu, tôi thanh lý của khách đúng không ạ? Tôi thanh lý của khách được thì tôi bán với giá 1 triệu. Tôi gửi đến cho các bạn, ai mua đâu phải chịu ship. Vì cái này thì nó chả mất bao nhiêu ship, nó ít. Các bạn là những người có nhu cầu sử dụng đến cái vỉ Asanzo này là 43 in các bạn nhé. Cái đời là tôi nói lại là một đời đèn ở cạnh, phía bên tay phải màn hình, khi mình đối diện với màn hình. Còn một loại là đèn báo nó ở giữa. Thì cái vỉ này là vỉ ở cạnh, tôi còn một cái vỉ ở giữa nữa. Cái vỉ ở giữa thì chết đèn. Con mà giữa thì chết đèn, vì chạy ngon này, chết đèn. Còn con này là ăn điếu cầy, con đèn ở cạnh này là ăn điếu cầy. Tôi bán hai vỉ đều với giá 1 triệu cả. Đời này có internet rồi nhé, Asanzo các bác biết rồi, có tích hợp DVB-T2, có internet rồi, chỉ cắm anten vào đây là xem. Đấy, HDMI, MU đầy đủ này. Đấy, cổng rác mạng liền, nan liền, rồi bắt wifi đầy đủ luôn. Đấy, gửi gắm đến với mọi người như vậy. Ai có nhu cầu xin liên lạc với cho tôi qua số điện thoại 0982897746. Vâng, cửa hàng tôi ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Video này tôi làm tại trên công trường luôn. Vì hôm nay là ngày
cũng là những cái ngày 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 đầu tháng 5 nên là tôi lên công trường làm một hai ngày thì mưa đã, anh em người ta thanh lý lại, thì là tôi nay đăng video để gửi gắm đến mọi người. Tôi là mua được bán cũng là kéo công làm lại luôn, người ta đặt máy cho đăng tải, tôi bán với giá 1.000.000 các bạn nhé, máy vì tôi bảo đảm còn sốc. Và các bạn test ok, và anh em gửi gắm đến mọi người, tất cả các bạn thợ tôi cũng không phải, cái này thì không phải là đắt, bởi vì nếu sửa nó thì cái giá thành của nó cũng tương đối, nó tùy theo từng khu vực. Nhờ vì nên là nếu mà chết là về là cắm chạy luôn, chứ không có cái chuyện. Vâng, xin gửi gắm đến tất cả mọi người như vậy. Video chả có gì dài, có chỉ ngắn gọn như thế thôi. Tôi xin gửi gắm đến với các bạn, các bác, các anh, các bạn thợ trên mọi miền tổ quốc cũng như tất cả các bác dùng. Nếu ai hiện tượng mà tivi chết đèn thì thôi, chết đèn thì không dám nói, thay không là do thợ ở địa phương các bác giao dịch. Còn nếu mà vỉ mà bị là vỉ này, tôi xin bảo đảm là vỉ ngon lành. Đấy, đèn ở cạnh các bác nhé, tôi còn một vỉ đèn ở giữa nữa, 43 in các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các anh, các bạn đã xem video của tôi. Tôi chào mọi người.